Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức khỏe Tâm Sinh Thì hôm nay Phượng sẽ gửi đến các bạn cách làm giò thủ để ăn cũng như là để bán luôn nha Thì Phượng học được 10 cô chú bán giò thủ lâu năm Nay lớn tuổi rồi cô chú không còn bán và đã chia sẻ lại cho Phượng cái cách làm rất là dễ dàng luôn Không cần gói lá và cũng không cần khu luôn nha Giò thủ dẻo dai giòn và đặc biệt là để lâu không bị chua Trước khi làm giò thủ thì mình mời các bạn cùng xem qua cái phần nguyên liệu chính để làm giò thủ nha Còn một số gia vị thông dụng trong nhà bếp thì lát nữa Phượng sẽ giới thiệu sau Thì đầu tiên mình sẽ đi ngâm nấm mèo trước nè Mình dùng 100g nấm mèo khô, mình cho nước vào mình ngâm cho nở ra Và trước khi ngâm thì các bạn nên rửa cái nấm mèo cho nó sạch cái mốc đi rồi mình hãy ngâm nha Tiếp theo đó là mình đi luộc tay heo và giả heo thì cái nước nó hơi ấm ấm thôi thì các bạn cho tai heo và da heo và mình luộc luôn nha mình luộc nước ấm như vậy để cho tai heo và da heo mình lát nó ra chất dơ thì mình dùng là bốn lỗ tai heo là kia rưỡi và 800 gram da heo các bạn nào không thích ăn da heo thì thay thế da heo bằng lưỡi heo nha mình cho một ít hành tây hành tím và gừng vào trong này luộc để cho nó thơm hơn một quả thảo quả và một ít quế thảo quả và quế các bạn không có thì cũng được nha và một muỗng rưỡi canh muối tương đương với là 33 g thì tổng cái lượng mình sử dụng để làm dầu thủ đó là 3 kg 3 để các bạn nào làm 10 kg thì các bạn nhân 3 lên ha rồi mình để đây mình luộc cho chín nha khi nước nó sôi lên các bạn thấy là bột nó nổi lên là cái chất dơ trong tay heo và da heo nó ra đó các bạn đừng có cho tay heo và da heo vào khi cái nước nóng nước sôi luộc như vậy thì cái chất dơ nó không ra nha đó nó rất là dơ các bạn chịu khó hớt bột và lâu lâu mình chở da heo và tay heo cho nó chín đều Rồi trong khi chờ đợi cái da heo tay heo chín thì bây giờ mình sẽ đi rang tiêu nha Tiêu thì mình dùng đây là hai muỗng canh tiêu, mình rang cái tiêu giòn thơm là được. Rang tiêu xong thì mình rang muối luôn, mình dùng một muỗng cà phê muối hạt nha. Mình rang lên cho muối nó hết nổ. Để lát mình làm giò thủ, giò thủ mình rất là ngon và cái giò thủ mình được trong hơn là so với mình ướp muối sống nha. Và tiếp theo là mời các bạn cùng xem qua cái phần gia vị để làm món giò thủ. Thì lát nữa mình sẽ ghi trên màn hình cái số lượng bằng gam nha mình cho vào trong chén này là 3 muỗng rưỡi canh hạt nêm nha và hai muỗng canh đường và một muỗng rưỡi canh nước mắm và một muỗng cà phê muối hồi nãy mình đã rang rồi mình giả cho nó nhuyễn ra đó cho hết vào trong này nha và một muỗng cà phê bột hành thì mình cho vào đây phân nửa thôi nha và tương tự như vậy là một muỗng cà phê bột tỏi mình cũng cho vào phân nửa thôi một muỗng cà phê tiêu một muỗng cà phê bột quế cũng cho vào phân nửa luôn nha tất cả cái loại bột này thì các bạn tìm mua trong bách quá xanh hoặc là siêu thị dùm phượng nha rồi mình trộn đều lên như vậy lát nữa mình trộn sao ha rồi còn lại nửa muỗng cà phê bột hành bột tỏi tiêu và bột quế thì mình sẽ trộn đều lên nhưng mình không có cho vào trong thịt mình ướp nha nửa mỗi loại nửa muỗng cà phê này lát nữa mình xào xong rồi thịt chín rồi thì mình mới cho vào để cái món dò thủ mình được thơm lâu và thơm ngon hơn nha rồi mình đi cắt thịt luôn nè thịt thì mình dùng đây là một ký cốc lết đầu mềm thì các bạn sử dụng cái loại thịt mà nó mềm á, thì khi mình làm dò thủ ăn nó mềm ngon nó không có bị cứng mình sẽ cắt ra cái miếng vuông 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 nha, đừng cắt mỏng không ngon đâu nha, cắt miếng vuông vuông và nó dài 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 dài, cỡ vẫn là hai đốt ngón tay và nó vuông vuông to hơn cái ngón tay mình một chút nha, đó như vậy nha, tương tự như vậy các bạn cắt hết cho mình, tất cả gia vị hồi nãy mình đã trộn vào trong chén này rồi, thì mình lấy phân nửa cái lượng gia vị mình cho vào trong thịt mình ướp nha mình ướp thịt trước như vậy nè trong khi chờ đợi tay heo và da heo chín thì để thịt nó thấm ngấm khi tay heo luộc chín xong vớt ra là thịt mình đã ngấm được khoảng 30 phút rồi đó các bạn đó như vậy là xong rồi ha để qua một bên đi rồi bây giờ mình đi cắt nấm mèo nấm mèo thì sau khi mình đã ngâm nở rồi mình đi rửa thật là nhiều nước nha cho nó sạch rồi mình rửa qua với nước ấm nước ấm như nước uống gì đó để cho nó khử cái mùi mốc đó rửa xong để ráo và mình cắt hơi to bản một tí nha tiếp tục mình quay lại với cái nồi luộc thì nồi luộc hồi nãy mình luộc nãy giờ cũng tầm khoảng 30 phút rồi đó mình cũng không canh thời gian đâu các bạn chỉ cần mình châm vào tai heo và da heo mình thấy nó mềm mềm độ mềm vừa phải đừng mềm nhũng quá nha mềm như vậy là được rồi mình vớt tai heo da heo ra mình rửa ngay qua với nước nha rửa thật sạch luôn rồi mình để ráo sau đó mình mới cắt da heo tai heo nha và tai heo da heo thì mình cũng cắt thành từng miếng vừa ăn đừng cắt mỏng quá và cũng không cắt dày quá các bạn nha tầm khoảng như vậy thì mình thấy nó vừa nè mỏng quá thì lát mình làm ít giòn đó tai heo và da heo mình đã cắt xong rồi nè thì mình cho hết cái gia vị trong cái chén này nãy vào đây luôn nha mà trong cái lúc trộn này thì các bạn dùng bao tay đó các bạn bớt bóp cho thật mạnh ha bóp nhiệt tình cho mình luôn mình bóp cho cái gia vị này thật là thấm ngấm vào trong tay heo và da heo như vậy là được rồi nè rồi bây giờ đi xào luôn thì xào thì mình mở lửa vừa thôi nha và mình cho đây nửa chén dầu ăn vào trong này và mình dùng một muỗng canh tỏi băm và hai muỗng canh hành băm nha thì dùng hành nhiều hơn dùng tỏi là mình phi cho hành tỏi này nó thơm lên hành tỏi là mình nhớ mình phi cho nó vừa thơm thôi đừng có vàng quá là mình cho thịt vào nha nếu mình dùng hành tỏi sống á, thì cái giò thủ mình để không được lâu vì vậy mình nên phi lên và mình đã có sử dụng lượng bột hành bột tỏi trong này rồi thì cái thịt rất là thơm rồi mình trộn đều thịt đều lên rồi là cho da heo vào luôn nha và mình xào cho đến khi nào cái thịt nó hết đỏ nha thì xào giò thủ này thì mình mở lửa vừa thôi cái bàn không mở lửa to quá và khi mình nhìn vào trong cái miếng thịt mình thấy cái thịt bắt đầu từ đỏ nó chuyển sang màu trắng rồi nè đó nó săn lại hết như vậy nè thì các bạn mới cho nước vào nha đừng cho vào sớm thì cái giò của mình nó bị tanh sau khi thịt đã săn rồi thì mình cho một chén nước vào trong này ở miền tây quê mình làm món giò này đó thì hay hay cái nước này bằng nước dừa tươi tuy nhiên thì làm bằng nước dừa tươi để không được lâu đó mình xào cho đến khi mà cái nước ở trong chảo nó rút hết rút cạn rồi rút cạn như vậy là thấy nó đổ nhựa rồi nè đổ nhựa ra rất nhiều rồi thì bây giờ mình mới cho nấm mèo vào nha nấm mèo này thì mình cắt bản hơi to to vừa vừa nha bằng phân nửa cái ngón tay á rồi mình sẽ xào cái nấm mèo này với thịt này 5 phút thôi không xào nấm mèo lâu quá xào nấm mèo lâu quá là cái nấm mèo của mình nó bị mềm và cũng như bị nhũng cái giò thủ của mình nó lại bị đen nữa khi nấm mèo mình xào được 5 phút rồi thì mình rất cái bột hành bột tỏi tiêu và bột quế vào trong này các bạn rắc đều lên nha rắc đều lên sau khi mình rắc xong rồi thì mình mới cho tiêu rang vào nè. Tiêu mình rang cho nó thật là thơm, giòn lên. Rồi mình tắt bếp luôn nha, tắt bếp luôn rồi mình trộn đều tất cả lên. Rồi như vậy là xong rồi, thì bây giờ mình mang ra để nguội nha. Tiếp tục là mình đi bó vô thủ thì mình dùng một ít bọc nè, một ít thun và màng bọc thực phẩm nha. Đó, cái dụng cụ rất là đơn giản luôn các bạn và khi mình để vô thủ mình xào vào cái chảo nó còn hơi ấm ấm và xào vào trong thịt thì còn ấm rất là nhẹ nha đừng có để nóng quá các bạn bó thì cái cách này rất là khó nó còn ấm hay là nó vừa nguội cũng được nữa các bạn ơi nó còn ấm rất là nhẹ luôn thì mình sử dụng cái bọc nè cái bọc thì nếu các bạn gối một ký hoặc là nửa ký thì các bạn dùng cái bọc 2 ký nha rồi mình cho vào trong này nếu các bạn làm bán thì các bạn cho vào trong bọc xong các bạn căng lên cho đủ ký cho mình còn làm ăn thì tùy thích các bạn nha thích vó to vó nhỏ dài ngắn là tùy thuộc vào các bạn hết đó rồi đây mình sẽ bó một cái đòn này là nửa ký nè đó xếp cái mép nó lại ha gấp mép lại cho nó chặt vào sau đó các bạn dùng cọng thung. cộng thun cộng thun mình cột cái đầu này nha cột đừng có cột chắc quá mình cột hờ hờ thôi cũng như định hình vậy đó đó mình gói lại như nha mình làm chiều dọc như này dễ hơn là mình bó chiều ngang nha đó rồi mình châm vài cây tâm để cho nó xì hơi ra đó nó xì hơi ra để lát nữa cho thủ của mình nó dẻo dẻ chắc hơn mình đặt cái mép xuống rồi bây giờ mình quấn mau thực phẩm đây nha các bạn thử làm cái cách này mình thấy rất hay và trong cái lúc quấn này thì các bạn cũng châm đều ha Để cho nó xì hơi ra thì cái giò thủ của mình dẻo dẻ chắc và rất là ngon Và quấn này thì các bạn quấn bao thực phẩm này các bạn càng nhiều vòng thì cái giò mình nó càng chắc Thì thông thường với cái đòn nửa ký hay một ký thì các bạn quấn khoảng 10 vòng giùm mình Trong lúc quấn thì dùng tâm các bạn châm giùm mình nha Quấn đến đâu thì dùng tâm châm đến đó và chỉ cái lớp cuối cùng là cái vòng cuối cùng đó thì các bạn đừng chăm nữa thôi ví dụ như các bạn quyết định là quấn 10 vòng thì chính vòng đầu tiên các bạn nhớ chăm nha còn vòng cuối cùng thì không cần chăm mình chăm như vậy để cho cái hơi nó xì ra cũng như cái mở cái mở thừa trong nhà thủ nó ra ngoài cái màn bọc thì cái giò mình dẻo dẻ chắc rồi mình dựng cái đòn nhà thủ lên mình bỏ hai cái đầu lại nha mình xiết hai cái đầu lại thật chặt luôn còn các bạn nào muốn gói lá chuối sau khi mình xiết cái đầu thật chặt rồi thì các bạn cắt hai cái đầu này ra các bạn gói lá chuối bình thường nha còn nếu mà không có lá thì mình chỉ xiết hai cái đầu này thôi rồi mình làm xiết hai đầu xong là mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh mình để từ 5 đến 6 tiếng là giờ thủ mình nó sẽ đông lại khi mình cắt ra rất là dẻo dẻo và mình để bên ngoài bình thường 5-6 tiếng luôn Nó cũng không có bị rã ra nữa So với cái cách ép khuôn thì cái cách này Phượng thấy rất là hay Do nó dẻo dẻ hơn, nó không có bị ra cái chất nhựa đó Và thứ hai nữa là nó thơm lâu nữa các bạn Đó, như vậy là xong rồi ha Đây mình xây cho các bạn thấy nè Đó, mình bó chặt hai đầu Mình thấy nhìn cái đòn người thủ nó rất đều ha Rồi mình cho vào tủ lạnh nha Giờ thủ mình đã bó và mình cho vào ngăn mát tủ lạnh được 5 tiếng rồi nè. Thì tầm 5 đến 6 tiếng là giờ thủ nó đông. Thì nếu mà đòn càng nhỏ thì nó đông càng nhanh hơn nha. Đó các bạn nhìn nè. Quanh cái giò nè ha nó bóng đều và nó không có lỗ khí như vậy. Lát nữa mình cắt ra nó rất là dễ dẻo luôn. Rồi các bạn nào mà thích bó lá chuối thì lúc này các bạn cắt ra các bạn bó cũng được nữa. Thì theo mình thì làm ăn thì không cần bó lá chuối đâu làm bán hoặc là biếu tặng thì các bạn cắt hai đầu này ra rồi các bạn bó lá chuối lại bình thường nha thì cũng giống như người ta đang bán cho các bạn vậy đó hai là mình mở ra nè đây nè các bạn ơi nhìn cái đòn nhờ thủ nè bó màng bọc thực phẩm nó rất là chắc chắn nha chắc chắn mà nó dễ và nó nhanh nữa các bạn không cần ép khuôn hay gói lá chỉ cho nó cực đâu từ nay là các bạn không cần mua khuôn nữa rồi đó làm theo cách này thử và khi các bạn cho dao vào cắt thấy nó rất là dẻo dẻ nó rất là chắc chắn luôn á khi mình mới cắt ra thì cái thịt nó hơi hồng hồng nhưng để tí xíu là cái, là cái thịt nó trắng lại à yên tâm đi nha cái thịt nó không phải bị sống đâu các bạn ơi rất là ngon luôn nè Và đặc biệt khi các bạn cắt ra Ngửi thấy mùi rất là thơm luôn Đó ngon chưa nè các bạn ơi Làm thử đi và cảm nhận Cái cách làm này Phượng thấy rất là đậm đà Không dùng bột ngọt như các bạn ăn Rất là ngon miệng luôn nè Và mình bảo quản trong ngăn mát có tủ lạnh Thì mình để hơn một tuần luôn Mà cũng không có bị chua không bị hư gì đâu Đó mình chấm muối tiêu Mình ăn kèm bánh chưng bánh tét nha Và đến đây là phần chia sẻ của mình cũng đã xong rồi thì trong cái cách làm giò thủ này mình chia sẻ chưa rõ ràng chỗ nào thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới video này nha mình sẽ trả lời sớm nhất cũng như là hỗ trợ cho các bạn làm thành công món gà thủ để các bạn có cái món giò thủ thật là ngon để cho gia đình nè và Phượng cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video lần sau nha